365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày mùng 4 tháng 4. Lời Chúa. Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 21 câu 15b. Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Lời Thánh Y Nhã. Chỉ có một tham vọng chính đáng, đó là yêu mến Thiên Chúa. Và coi như phần thưởng của lòng yêu mến ấy là yêu mến Thiên Chúa hơn nữa. Suy niệm. Trong chương cuối của Tin Mừng theo Thánh Gioan, chúng ta được chiêm ngưỡng cảnh biệt ly của Chúa Giêsu với các môn đệ bên biển hồ Galilee. Chúa Giêsu đã chuẩn bị bữa ăn cho các bạn hữu và trò chuyện riêng với Phêrô. Ngài đã hỏi Phêrô đến 3 lần: "Con có yêu mến thầy không?" Cả 3 lần Phêrô đều khẳng định ông yêu thầy hết lòng. Tuy nhiên, ông khá buồn sầu khi Chúa hỏi ông câu này nhiều lần. Nhưng chính lúc ấy, Phêrô hiểu rằng ông đã được tha thứ. Khi trước đó không lâu, Phêrô hốt hoảng nhìn thấy kẻ thù bắt thầy mình và đã chối thầy 3 lần. Không chỉ được tha thứ, ông còn được giao phó sứ mạng. Đáp lại việc 3 lần Phêrô tuyên xưng tình yêu, thì cũng đúng 3 lần Đức Giêsu nói: "Hãy chăm sóc chiên của ta." Ngài dạy Phêrô một bài học quan trọng. Sứ mạng của Phêrô là phục vụ anh chị em và chia sẻ những ơn ích mà ông đã lãnh nhận cho anh chị em mình. Phêrô không thể thay đổi quá khứ, nhưng ông đã được tha thứ những lầm lỗi đã qua. Ông đã được gột rửa trong ân sủng của Thánh Tâm Chúa hằng khao khát yêu thương. Chính tình yêu ấy cho ông thêm xác tín. Thầy biết con yêu mến thầy và mời gọi ông chia sẻ hồng ân yêu thương cho những người mà ông phục vụ. Hồn sống trong ngày. Tình yêu tha thứ của Thiên Chúa là hồng ân nhưng không. Tình yêu ấy tẩy rửa tâm hồn ta và mời gọi ta sống yêu thương một cách cụ thể. Trong 365 ngày sống linh đạo Y Nhã, bạn và tôi tập sống tình yêu của Chúa Giêsu trên con đường lên đồi Golgotha. Hôm nay, Chúa muốn con làm gì? Tha thứ cho một người anh em, hay làm hòa và nói lời xin lỗi với người khác? Chúa ơi, Ngài đã biết lòng con yếu đuối. Bao phen con làm ngơ với Ngài, giữa dòng đời đầy trông gai, con bơ vơ lạc lõng nơi con đường dài. Chúa ơi,
để con nhận ra tiếng Ngài. Rồi từ đây Ngài cất tiếng mời gọi, mời gọi con khám phá cuộc đời mình giữa muôn trùng sóng gió của cuộc đời. Nhận ra Chúa là tâm điểm đời con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa đã đến giữa đời con. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài, ngay khi vui hay khi thất bại. Giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Chúa ơi, sống giữa cuộc đời này, giạt mây bay sóng gió có hững hờ, tưởng mình vững tin nơi tâm thứ, và Chúa ngay bên con chẳng ngờ. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời con. Con yêu đuối bao phen con làm ngơ với Ngài, giữa dòng đời đầy trông gai con bơ vơ lạc lõng nơi con đường dài. Chúa ơi, để con nhận ra tiếng Ngài. Tìm nơi đâu nơi con tim u mờ, bàn chân con cô đơn giữa dòng đời. Xin cho con được nhận ra Chúa trên con đường lập lờ gió ngàn trôi. Chúa ơi, nơi tim con khao khát chờ mong. Chúa ơi, cuộc đời con xin trao về Ngài, ngay khi vui hay khi thất bại. Giữa dòng đời đầy bon chen, xin cho con nhận ra tiếng Chúa. Chúa ơi, sống giữa cuộc đời này, giạt mây bay sóng gió có hững hờ, tưởng mình vững tin nơi tâm thứ, kia Chúa ngay bên con chẳng ngờ. Xin cho con nhận ra tiếng Chúa trong cuộc đời con. Dù đời lắm sóng gió mịt mờ, giữa bao hiểm nguy chẳng ngờ, đừng lo lắng vì đã có Chúa bên con từng giờ. Và từ đây con sống an bình, vững tin có Chúa ở với con. Tình yêu Chúa bên con mãi mãi. Cuộc đời con, xin
cho con nhận ra tiếng Chúa. Trong cuộc đời